bán phái chạy nước miếng. Phương Ly, Lê Kim, Bích Ngân kìa. Tác đơn bản tin vô hay gì? Dạ. Dạ xong. Ding 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 ding. Trời ơi, một bát cơm chó buổi chiều. Vậy cứ em hay là sao? Mẹ, bộ này miếng này đi, bộ kia miếng kia. Xuống dưới đi, có dụng cụ hỗ trợ, có vậy của chị nha. Tại vì cái này che chân rồi. Cái này sao vậy? Cái này hả? Xuống dưới đi, chị đeo chặt. Lấy lên chụp hình nha. Để cái gì? Cho mẹ hỏi coi bữa họp em nó có muốn mấy cái nồi cho mấy đứa bưng mâm của nó không? Không hả? Không nghe nói hả? Rồi không có chào bạn em nghĩa luôn hả? Dạ có. Dính luôn rồi phải không? Dính luôn. Cầm giùm em cài cho chú. Anh báo về một tin là mẹ mới chửi sớm. Nó mua đồ hết chửi chiều rồi mua về.